kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Sáu ngày 5 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Hội thảo Lâm Đồng, vùng đất đầy hứa hẹn cho đầu tư thương mại và du lịch tại Thái Lan, cơ hội quảng bá hình ảnh Lâm Đồng đến với đất nước Thái Lan. Lạc Dương xử lý kịp thời vụ san gạt mặt bằng trái phép. Lãng phí công trình nước sạch nông thôn. Facebook bị cáo buộc vi phạm luật về quyền riêng tư trẻ em. Nỗi lo sạt lở đất do khai thác cát sông Đồng Nai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Sáng nay 5 tháng 10, tổ đại biểu gồm ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Ca Nhiễu, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm và xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ngành huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc đã tham dự. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã thông tin nhanh với cử tri xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm và cử tri xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc về nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa 14 dự kiến diễn ra từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2018 tại Hà Nội. Quốc hội sẽ xem xét và thông qua 9 dự án luật, cho ý kiến 6 dự án luật khác. Xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và các báo cáo đánh giá về kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng mở rộng đối tượng chất vấn theo vấn đề đại biểu quan tâm. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri được thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội của cả nước và phương hướng nhiệm vụ giải pháp những tháng còn lại của năm 2018. Các cử tri xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm tán đồng với các nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa 14. Đối với các vấn đề mà xã hội đang quan tâm hiện nay, các cử tri xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm cũng có ý kiến kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội như hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, sai sót trong việc cấp bảo hiểm y tế. Cử tri xã vùng sâu Bảo Lâm cũng có những đề xuất về việc giải quyết tranh chấp giữa công ty lâm nghiệp Lộc Bắc và người dân, khó khăn trong phân định đất nông lâm dẫn đến khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sửa chữa và nâng cấp đường liên thôn đảm bảo chất lượng, tập trung xử lý rác thải sinh hoạt của người dân, cấp đồng hồ điện cho hộ nghèo, hỗ trợ khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi, cấp đất để sản xuất cho các hộ gia đình khó khăn. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại diện các sở ngành và lãnh đạo huyện Bảo Lâm trả lời, đưa ra hướng giải pháp giải quyết. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã tiếp thu, ghi nhận và giải trình một số nội dung mà cử tri xã Lộc Bảo quan tâm, như luật công an sửa đổi, các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ rừng, bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt các chính sách dân tộc thiểu số về cấp quyền sử dụng đất nông lâm nghiệp, đất sản xuất. Ông Nguyễn Tạo cho biết thêm. Thì đây là một vấn đề hết sức trăn trở cho đảng, nhà nước và chính phủ trong thời gian vừa qua. Quốc hội đã có một cái nghị quyết riêng về 112 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường, quốc doanh từ giai đoạn 2016-2020. Rà soát và thu hồi diện tích đất sử dụng không hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích và giao lại cho địa phương để giao cho người dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất. Tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, các cử tri đã phát biểu các ý kiến tập trung vào việc phải đẩy mạnh kiên quyết phòng chống tham nhũng, việc kê khai tài sản phải rõ ràng minh bạch, cung cấp nước sạch cho sinh hoạt vào mùa khô, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, hỗ trợ kinh phí cho cán bộ cấp cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức tham gia giao thông của học sinh, sinh viên. Ngoài ra, các cử tri xã Đại Lào cũng kiến nghị đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương về việc xây dựng hồ đập chứa nước tưới tiêu vào mùa khô cho diện tích chè, cà phê ở thôn 11, hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn, hạn chế và xử lý xe quá tải đi vào đường nông thôn, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, giảm chi phí đo đạc đất để cấp sổ đỏ, chậm cấp sổ đỏ, v.v. Sau phần tiếp thu ý kiến và trả lời các cử tri xã Đại Lào của đại diện các sở ngành và thành phố Bảo Lộc, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và giải trình các vấn đề mà cử tri quan tâm, đặc biệt là đấu tranh quyết liệt với tham nhũng và giải quyết dứt điểm vấn đề đầu tư lưới điện áp nông thôn. Về vấn đề mà nhiều cử tri kiến nghị là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh. Cái vấn đề này chúng tôi cũng rất quan tâm và chúng tôi cũng thường xuyên
cũng chất vấn với Bộ Y tế. Thì hai vấn đề được đặt ra là nâng cao chất lượng phục vụ cho bảo hiểm y tế. Một là con người, hai là thiết bị y tế. Với cái mức đóng hiện nay của bà con như thế và cho có phí dịch vụ nó rõ ràng hơn, nó chuẩn mực hơn để làm sao để nhân dân người ta tham gia một cách tự nguyện ở đây tự nguyện. Và chúng ta phấn đấu cái nâng cấp dần cái chất lượng phục vụ của cán bộ ngành y đối với bảo hiểm y tế. Thứ ba là chúng ta sẽ đầu tư tiếp tục về cái cơ sở vật chất từ cái cấp cơ sở cho đến tuyến trên, làm sao để bớt cái gánh nặng cho các cái tuyến trên, nhưng chúng ta vẫn đủ về năng lực, về chuyên môn, về điều kiện để phục vụ. Đối với những ý kiến khác, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tổng hợp, chuyển cho cơ quan chuyên môn và trình lên kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 sắp tới. Trước đó, vào ngày hôm qua 4 tháng 10, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với công ty Nhôm Lâm Đồng nhằm khảo sát công tác xử lý chất thải công nghiệp của nhà máy qua kiến nghị phản ánh của cử tri địa phương. Cùng đi có lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và chính quyền huyện Bảo Lâm. Báo cáo với đoàn công tác, đại diện công ty Nhôm Lâm Đồng cho biết sau 8 năm đi vào hoạt động, hiện nay trung bình mỗi năm, tổ hợp bô xít Nhôm Lâm Đồng sản xuất được 3.900.000 tấn quặng nguyên khai, 1.720.000 tấn quặng tinh và trên 650.000 tấn alumin. Theo đại diện công ty, ngoài việc chú trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm. Trong thời gian qua, công ty Nhôm Lâm Đồng đã hoàn thiện hồ sơ công tác pháp lý về môi trường, thường xuyên giám sát chặt chẽ các nguồn chất thải các loại trong hoạt động sản xuất. Trong ba nguồn chất thải công nghiệp chính, đối với nước thải sau khi sử dụng sẽ được tuần hoàn để tái sử dụng trở lại. Ngoài việc vận hành các hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo thiết kế, công ty còn đầu tư thêm một hệ thống quan trắc và hiệu chỉnh độ pH. Khi có dấu hiệu độ pH vượt ngưỡng sẽ được chặn nguồn để xử lý. Riêng đối với khí thải trong quá trình khai thác, vận chuyển và tuyển quặng sẽ được xử lý bằng cách tưới đường dập bụi. Đặc biệt, đối với chất thải rắn phát sinh trong hoạt động sản xuất, được công ty ký kết với ba doanh nghiệp trên địa bàn, gồm công ty Cao Gia Quý, công ty Itasco và công ty Hùng Anh Bảo Lâm để tái chế sử dụng làm nguyên liệu sản xuất gạch không nung. Cũng theo công ty Nhôm Lâm Đồng, sau khi có phản ánh về việc vận chuyển, tập kết các chất thải rắn của công ty Hùng Anh gây ô nhiễm môi trường, đơn vị đã có văn bản yêu cầu phải đảm bảo có hệ thống mương thoát, tường bao và bạt che phủ đối với lượng tro, xỉ tại bãi tập kết. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo môi trường, phương án di dời một số hộ nằm trong vùng dự án, cải tạo trồng cây xanh, cũng như thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tính tích cực, hiệu quả thực tế của dự án. Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Lâm Đồng, đã tiếp thu một số ý kiến kiến nghị của công ty Nhôm Lâm Đồng, các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương. Đồng thời, trước mắt yêu cầu công ty Nhôm Lâm Đồng rà soát lại một số khu vực, điểm xả thải của đơn vị để có phương án xử lý. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Tạo đề nghị công ty Nhôm Lâm Đồng làm việc với công ty Hùng Anh trong hoạt động chuyên chở, tập kết chất thải rắn phải đảm bảo an toàn theo như hợp đồng đã ký kết, tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Hội thảo Lâm Đồng vùng đất đầy hứa hẹn cho đầu tư thương mại và du lịch là cơ hội để quảng bá hình ảnh của các doanh nghiệp và địa phương tỉnh Lâm Đồng đến với cơ quan quản lý nhà đầu tư và doanh nghiệp Thái Lan. Lạc Dương tịch thu tang vật và kịp thời xử lý san gạt mặt bằng trái phép để làm trang trại là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Theo tin của phóng viên báo Nhân dân thường trú tại Thái Lan hôm qua 4 tháng 10, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức hội thảo Lâm Đồng, vùng đất đầy hứa hẹn cho đầu tư thương mại và du lịch. Ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác của Lâm Đồng. Hội thảo đã thu hút hơn 300 doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan tham dự, cùng với đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan và các đơn vị đầu tư lớn của Thái Lan. Phát biểu tại hội thảo Lâm Đồng, vùng đất đầy hứa hẹn cho đầu tư, thương mại và du lịch, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng nhấn mạnh,
với các đặc thù thuận lợi về địa lý, kinh tế và văn hóa, cũng như việc có tuyến bay kết nối trực tiếp giữa thành phố Đà Lạt và thủ đô Bangkok. Chắc chắn, Lâm Đồng sẽ trở thành một điểm nhấn quan trọng thu hút đầu tư, du lịch từ Thái Lan tại các khu vực miền Trung Việt Nam. Giải đáp những vấn đề mà các nhà đầu tư Thái Lan quan tâm, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện chủ trương của chính phủ Việt Nam về tái cơ cấu nền kinh tế, áp dụng mô hình tăng trưởng kết hợp chiều rộng và chiều sâu. Những năm qua, kinh tế tỉnh Lâm Đồng không ngừng phát triển. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh đạt 8,16%, kim ngạch xuất khẩu đạt 552 triệu đô la Mỹ. Tính đến cuối năm 2017, Lâm Đồng thu hút 5,9 triệu lượt khách du lịch cả trong và ngoài nước, cho thấy đây là một thị trường đầy tiềm năng. Và để các nhà đầu tư trong nước và quốc tế yên tâm khi tới đầu tư tại Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp, không ngừng xây dựng môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch và thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư kinh doanh và hoạt động ổn định tại địa phương. Bên cạnh việc giới thiệu về tiềm năng thế mạnh với các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, kết nối giao thương, hợp tác tiêu thụ nông sản thế mạnh của Lâm Đồng, hội thảo còn là diễn đàn gặp gỡ, trao đổi giữa chính quyền tỉnh với các nhà đầu tư và giữa các nhà đầu tư doanh nghiệp với nhau, là cơ hội để quảng bá hình ảnh của các doanh nghiệp và địa phương tỉnh Lâm Đồng đến với cơ quan quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp Thái Lan. Sáng nay 5 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S. đã chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đại diện thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và lãnh đạo địa phương, Ban An toàn Giao thông 12 điểm cầu trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Thường trực Ban An toàn Giao thông đã báo cáo tình hình thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn có chiều hướng phức tạp, tăng cao cả về số vụ và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2017. Toàn tỉnh xảy ra 164 vụ, làm 107 người chết, 105 người bị thương. So với thời gian cùng kỳ, số vụ tăng 13,89%, số người bị thương tăng 36,36%, giảm 2,73% số người chết. Trong đó có 85 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 9 vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và 1 vụ đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó có 8 địa phương tăng về số vụ từ 11% đến 300%. Có 5 địa phương tăng từ 7 đến 190% số người chết. Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế tồn tại và những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trong toàn tỉnh. Cũng trong 9 tháng đầu năm, thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện xử lý gần 45.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 191 xe ô tô, 4.877 xe mô tô, 8 phương tiện khác, tước giấy phép lái xe 2.389 trường hợp, thu phạt 31,9 tỷ đồng. Ngoài ra, các mặt công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái, đào tạo, sát hạch, kiểm định phương tiện, đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông cũng được các cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương quan tâm chú trọng. Tại hội nghị, các đơn vị, sở, ban ngành, các huyện, thành phố, đặc biệt là các địa phương có tai nạn giao thông tăng cao như Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, thành phố Đà Lạt và các ngành chức năng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cũng như những khó khăn tồn tại, đề xuất giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tháng cuối năm 2018. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương giảm sâu và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 9 tháng qua, đồng thời nhấn mạnh 3 tiêu chí an toàn giao thông đề ra đều không đạt và nguy cơ thiếu bền vững còn rất cao. Để hạn chế và khắc phục những tồn tại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S. yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục bám sát và thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo theo phương châm giảm tai nạn giao thông từng ngày, từng tháng, tăng cường công tác quản lý nhà nước, gắn trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan đơn vị và các địa phương về quản lý toàn diện để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại từng địa bàn. Liên quan đến công tác tuyên truyền và đầu tư camera an ninh, xử phạt các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo. Đề nghị công an tỉnh, các đồng chí chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan,
trong đó là Sở Dục Đào tạo tỉnh đoàn, và có một cái kế hoạch cụ thể để quản lý như thế nào, tăng cường phổ biến tuyên truyền pháp luật, và để cho cái giới mà học sinh trung học phổ thông là không sử dụng khi điều khiển phương tiện là không có đủ, không có cái bằng lái xe, hoặc là sử dụng xe quá cái phân khối theo quy định. Đẩy nhanh cái việc triển khai cái dự án camera để tăng cường cái giám sát an toàn bằng cái hình ảnh phạt nguội trên địa bàn tỉnh. Và riêng cái vấn đề này thì thuộc về lĩnh vực chuyên môn, ví dụ như dừng chỗ nào vi phạm phạt nguội nào, thì qua ý kiến của anh Cần thì đề nghị công an các anh là đề xuất cái nội dung này, chính là các anh là chính các anh chỉ là người là trực tiếp đề ra cái dự án này, do đó cái cách giải quyết khắc phục như thế nào để đảm bảo được cái phạt nguội có hiệu quả thì đề nghị công an các anh đề xuất, và tiếp tục tăng cường công tác theo dõi xử lý nghiêm về cái thiết bị giám sát hành trình. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra kiểm soát và xử lý các vi phạm, trong đó tập trung xử lý nghiêm các nguyên nhân liên quan dẫn đến tai nạn giao thông như việc lấn chiếm lòng lề đường, việc đấu nối không phép tại đường cao tốc, công tác bảo trì đường bộ, các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông, chấn chỉnh các hoạt động trong vận tải kinh doanh hành khách và hàng hóa, kiểm tra rà soát hệ thống biển báo đường bộ, xây dựng phân luồng giao thông, tăng cường bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, phòng ngừa ùn tắc giao thông tại thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, phục vụ 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Các nội dung này cần được triển khai thực hiện và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 11 năm 2018. Chuyển sang thông tin trên lĩnh vực giáo dục. Sáng 5 tháng 10, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành trên địa bàn tỉnh đã đến dự. Năm học mới 2018-2019, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt tuyển sinh thêm 158 sinh viên, nâng tổng số lên gần 1.000 sinh viên với 4 khoa, gồm khoa giáo dục tiểu học mầm non, khoa bộ môn chung, khoa tự nhiên và kinh tế xã hội. Trong năm học vừa qua, nhà trường tiếp tục thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, nên chất lượng đào tạo giảng dạy và học tập của đội ngũ giảng viên và sinh viên nhà trường được nâng lên. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp trong năm học 2017-2018 đạt hơn 91%. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đã ghi nhận những nỗ lực của cán bộ giảng viên của nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Đồng thời đề nghị trong năm học mới, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt cần phải có cách làm mới, tư duy mới trong công tác đào tạo để duy trì và phát triển chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Bên cạnh đó, cần chú trọng đầu tư cơ sở trang thiết bị, nâng cao chất lượng trình độ đội ngũ giảng viên, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, triển khai và thực hiện các phong trào thi đua gắn với phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đã khen thưởng cho 36 sinh viên có thành tích khá giỏi trong năm học 2017-2018 và sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi đầu vào. Ngoài ra, các doanh nghiệp trao tặng học bổng cho 26 sinh viên nghèo hiếu học. Sáng nay 5 tháng 10, Ban Vận động Quỹ vì Người Nghèo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị triển khai tháng cao điểm vì người nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2018 với mục tiêu sẽ vận động được 12 tỷ đồng. Theo đó, Ban Vận động Quỹ vì Người Nghèo của tỉnh vận động các cấp ngành, các đơn vị doanh nghiệp ủng hộ vào nguồn quỹ, tập trung vào tháng cao điểm vì người nghèo sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11. Với chi tiêu vận động là 12 tỷ đồng bằng hình thức ủng hộ một ngày lương đối với cán bộ công nhân viên chức lực lượng vũ trang, đối với gia đình ủng hộ tối thiểu 30.000 đồng một hộ, 100.000 đồng đối với hộ kinh doanh, tiểu thương. Các thành viên trong Ban Vận động Quỹ vì Người Nghèo của tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động ủng hộ, thực hiện chương trình an sinh xã hội, rà soát vận động các tổ chức cá nhân giúp đỡ các đối tượng khó khăn phát triển sản xuất, có nhà ở ổn định. Tại hội nghị, Ban Vận động Quỹ vì Người Nghèo của tỉnh cũng đã báo cáo kết quả công tác vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ trong 9 tháng đầu năm, với số tiền vận động cấp tỉnh trên 2 tỷ đồng, cấp huyện và xã trên 10,3 tỷ. Quỹ đã sử dụng trên 3,9 tỷ để xây dựng 73 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 20 căn nhà xuống cấp, hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp học sinh nghèo vượt khó trong học tập, tặng quà người nghèo, bệnh tật, tặng quà Tết Nguyên Đán. Ngày 5 tháng 10, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 10 năm 2018. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Nhà báo, Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng chân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tại hội nghị, người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thông báo vắn tắt về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2018. Theo đó, từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế xã hội của địa phương có nhiều bước phát triển khả quan. Trong đó, lĩnh vực thu ngân sách đạt 5.355 tỷ đồng, đạt 80% so với kế hoạch. Trong đó, riêng thu thuế phí chiếm khoảng 65%. Tình hình xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cũng được giữ vững. Tuy nhiên, ngoài những kết quả tích cực, thì tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như việc triển khai các chương trình trọng điểm, xây dựng cơ bản còn chậm, tình hình dịch bệnh trên cây trồng còn diễn biến phức tạp, tình trạng nông sản Trung Quốc trà trộn đội lốt nông sản Đà Lạt vẫn còn tồn tại, tình hình vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng còn diễn biến phức tạp. Tại hội nghị, các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi đối với một số vấn đề như việc chi trả phụ cấp cho nhân viên y tế có thu nhập thấp, kế hoạch chuẩn bị chào mừng 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, việc xây dựng các ứng dụng góp phần xây dựng thành phố thông minh. Liên quan tới các vấn đề này, các sở ngành liên quan cũng đã giải trình những thắc mắc, cụ thể như việc phá rừng ở các địa phương như Lâm Hà, Đà Tẻ, vấn đề chỉnh trang đô thị, nhất là các tuyến đường tại thành phố Đà Lạt đã và sẽ thực hiện trong thời gian tới. Vấn đề tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với một số ngành nghề đặc thù ở Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi phát hiện hộ gia đình ông Văn Hữu Dũng, thường trú ở phường 8, thành phố Đà Lạt, thuê máy múc tiến hành san gạt mặt bằng trái phép để phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực khu du lịch Suối Vàng, chính quyền huyện Lạc Dương đã nhanh chóng chỉ đạo ngành chức năng xử lý kịp thời trường hợp vi phạm này. Đây là hiện trường san gạt mặt bằng trái phép của gia đình ông Văn Hữu Dũng ở khu du lịch Suối Vàng thuộc địa bàn huyện Lạc Dương, xảy ra vào cuối tháng 9 năm 2018. Hành vi của ông Dũng đã vi phạm quy định tạm thời của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ngừng san gạt mặt bằng, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình phụ trợ. Tổng diện tích mà ông Văn Hữu Dũng san gạt trái phép là trên 5.000 m². Ngoài phá vỡ cảnh quan hiện trạng, việc san gạt này còn làm một lượng lớn đất sản xuất tràn xuống lòng hồ Suối Vàng, ảnh hưởng đến nguồn nước sạch cung cấp cho thành phố Đà Lạt. Các đối tượng làm kể cả ban đêm và những cái ngày nghỉ nữa, mặc dù lực lượng thì hơi mỏng. Cái việc tác động này thì một phần là do nhu cầu người dân rất là lớn. Người ta muốn là chuyển đổi sang những cây có giá trị như rau hoa, do nên bắt buộc phải san ủi. Tuy nhiên thì cái mặt tác động tiêu cực lên nó cũng có ảnh hưởng đến địa hình. Đôi khi những cái vị trí ở gần sông suối thì có thể ảnh hưởng đến, thì cái này chúng tôi phải tiếp tục tăng cường. Nếu mà có lấn chiếm sông suối đặc biệt hồ đằng kia thì chắc là phải xử lý thật quyết liệt và triệt để cái này, không để tình trạng lấn chiếm. Đối với những đối tượng vi phạm này thì nhiều đối tượng người ta đã hợp tác, người ta đã đưa phương tiện về. Tuy nhiên nhiều đối tượng có cái thái độ là chống đối, có nghĩa là để đưa một cái phương tiện về rất mất nhiều thời gian, cần cái phối hợp của nhiều lực lượng cơ quan chức năng, cụ thể đặc biệt là công an. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngành chức năng, phòng tài nguyên và môi trường huyện Lạc Dương, Ủy ban Nhân dân thị trấn Lạc Dương đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật để xử lý. Đồng thời, yêu cầu hộ ông Văn Hữu Dũng ngừng các hoạt động liên quan đến khu vực đất sản xuất của gia đình. Cùng với việc phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp san gạt mặt bằng trái phép, thực hiện văn bản chỉ đạo số 2472 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về ngừng thực hiện quy định tạm thời về san gạt mặt bằng, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình phụ trợ. Thời gian qua, huyện Lạc Dương đã xử lý gần 50 trường hợp san gạt cải tạo mặt bằng trái phép, phạt tiền trên 100 triệu đồng và thu giữ nhiều phương tiện, máy múc của một số trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, theo ngành chức năng địa phương thì tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp. Các trường hợp vi phạm hoạt động chủ yếu vào ban đêm, việc xử phạt cũng gặp nhiều khó khăn. Thì theo Nghị định 1.2 về xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai thì cũng chưa được thực hiện. Tại vì trong nghị định chủ yếu là quy định về cái hành vi lấn chiếm đất. Tuy nhiên thì đây không phải là hành vi lấn chiếm đất, mà đây là cái hành vi là làm biến dạng địa hình đất. Thì trong luật thì có hành vi cấm này, nhưng mà trong nghị định xử lý vi phạm thì không có. Thứ hai nữa là cái hình thức mà răn đe là chưa cao. Mức xử phạt hiện nay thì chủ yếu về phía địa phương thì theo cái 1.2 thì mức phạt thì nó cũng chỉ từ 2 đến 5 triệu đổ lại. Còn đối với cái hành vi mà san gạt trái phép mà có giấy chứng nhận thì chủ yếu địa phương cũng vận dụng vào các cái quy định khác để xử lý các đối tượng. Thì hiện nay cái mức phạt thì cũng chỉ từ 2 đến 3 triệu, nên tính răn đe chưa cao. Thì hiện nay thì địa phương cũng áp dụng thêm về cái tạm giữ phương tiện là tối đa 30 ngày. Qua đây cũng kiến nghị là Ủy ban tỉnh cũng sớm xem xét là có cái quy định mới để người dân có cái điều kiện thực hiện các cái quyền của người sử dụng đất trong cái thực hiện san gạt tạm mặt bằng, như làm thủ tục giấy phép và những quy định cụ thể những cái vị trí nào được phép san gạt cải tạo mặt bằng để
địa phương cũng như là các đơn vị khác thực hiện tốt cái công tác quản lý nhà nước về địa phương trong quản lý đất đai. Huyện Lạc Dương là địa bàn đa phần là đồi núi, nhu cầu san gạt mặt bằng trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng khá nhiều. Tuy nhiên, vì cảnh quan môi trường và an toàn nguồn nước khu vực đầu nguồn, người dân và các tổ chức doanh nghiệp cần thực hiện đúng quy định về tạm ngừng san gạt để sản xuất nông nghiệp của Ủy ban Nhân dân tỉnh và chính quyền các địa phương ở Lạc Dương, Đà Lạt và các huyện trong tỉnh cần xử lý kịp thời, nghiêm túc các trường hợp vi phạm. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực thể thao. Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng, ngày 5 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội thao trong toàn ngành. Tham dự hội thao lần này có gần 80 vận động viên là cán bộ, công chức và người lao động đang công tác tại các ủy ban kiểm tra, các huyện, thành phố, các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh, tham gia tranh tài ở 4 bộ môn gồm bóng bàn, cầu lông, cờ tướng và văn nghệ. Thông qua hội thao lần này là dịp để các cơ quan đơn vị ngành kiểm tra được gặp gỡ giao lưu thi đấu thể thao, rèn luyện sức khỏe, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua trong khối ngày càng phát triển sâu rộng. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao 13 giải nhất, 13 giải nhì và 20 giải ba cho các cá nhân, đồng đội đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu. Sau 2 ngày thi đấu trên tinh thần giao lưu sôi nổi, chiều hôm qua ngày 4 tháng 10, giải bóng đá mini nam thanh niên các dân tộc tỉnh Lâm Đồng năm 2018 đã bế mạc. Đây là giải bóng đá nam sân cỏ nhân tạo 5 người với 20 đội bóng chia làm 5 bảng, đá vòng tròn tính điểm, chọn ra các đội có thành tích cao nhất vào tứ kết thi đấu loại trực tiếp. Toàn giải có 37 trận đấu với 198 bàn thắng đã được ghi, với nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn khá cao, trình độ các đội bóng đồng đều. Kết quả, ban tổ chức đã trao huy chương vàng và cúp vô địch cho đội Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh, trao huy chương bạc cho đội bóng Đại học Đà Lạt, trao huy chương đồng cho hai đội đồng hạng 3 là Di Linh và Đam Rông. Ban tổ chức cũng trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải cho vận động viên Phạm Việt Bắc của đội Đại học Đà Lạt, thủ môn xuất sắc nhất giải cho vận động viên Nguyễn Văn Đạo của Đoàn khối doanh nghiệp, vu phá lưới cho cầu thủ Ca Châu, Di Linh. Đây là giải đấu chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8 năm 2018. Sau 4 ngày thi đấu, sáng nay ngày 5 tháng 10, giải cầu lông Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8 đã chính thức khép lại. Tham dự giải năm nay có trên 100 vận động viên của 10 đoàn đến từ các huyện và 2 ngành công an, sở giáo dục đào tạo Lâm Đồng. Tham gia tranh tài 12 bộ huy chương ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ phối hợp và đơn nam, đơn nữ dưới 35 tuổi và trên 36 tuổi. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất đồng đội nam, đồng đội nữ cho thành phố Bảo Lộc, giải nhì cho Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng, thứ hạng 3 được trao cho các huyện Đức Trọng, Lạc Dương và Đam Rông. Trao 10 giải nhất, 10 giải nhì và 20 giải ba cho các vận động viên đạt thứ hạng cao ở các nội dung khác từ 35 tuổi trở xuống và 36 tuổi trở lên. Phần tin trong nước và quốc tế. Hàng ngàn công trình nước sạch bị bỏ hoang lãng phí lớn về nguồn lực đầu tư và bức xúc trong nhân dân. Hệ thống kiểm soát của phụ huynh trên nền tảng Facebook bị cáo buộc vi phạm luật về quyền riêng tư trẻ em. Với nhiều tín hiệu khả quan về mức thuế cũng như sự nỗ lực khắc phục thẻ vàng EU, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong những tháng gần đây đã khởi sắc rõ rệt, tạo đà bứt phá để tiến về đích 9 tỷ đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, sau khi sụt giảm liên tục từ đầu quý 2, xuất khẩu thủy sản từ tháng 8 phục hồi trở lại với mức tăng nhẹ 2,5% và kết quả tháng 9 tiếp tục khả quan với mức tăng gần 8%, đạt 847 triệu đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản tính đến hết tháng 9 năm 2018 đạt 6,42 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi giảm 20% trong tháng 7 và 14% trong tháng 8, xuất khẩu tôm trong tháng 9 có kết quả khả quan hơn, giảm 10%. Xuất khẩu cá ngừ cũng tăng mạnh từ tháng 8 với 20% và tiếp tục tăng 22% trong tháng 9, đưa kết quả 9 tháng đầu năm tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số các mặt hàng hải sản xuất khẩu cũng có dấu hiệu tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm.
Chính phủ ban hành Nghị định số 133/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014 ngày 29 tháng 9 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật là tác giả có tác phẩm công trình văn học nghệ thuật được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước phải trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chấp hành tốt pháp luật Việt Nam. Tác phẩm công trình văn học nghệ thuật xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước phải đáp ứng các điều kiện đã được công bố sử dụng dưới các hình thức xuất bản, kiến trúc, triển lãm, sân khấu điện ảnh, phát thanh truyền hình, giảng dạy, đĩa hát và các hình thức khác kể từ ngày 2 tháng 9 năm 1945. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến vấn đề cấp nước sạch cho người dân ở nông thôn. Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay trên cả nước có tới hàng ngàn công trình nước sạch bị bỏ hoang. Điều này không chỉ gây lãng phí lớn về nguồn lực đầu tư mà còn gây bức xúc trong nhân dân. Đất đá vùi lấp cửa lấy nước, bể lọc đầy rêu rác. Khó ai có thể hình dung đây là công trình cấp nước cho hàng chục hộ dân tại thôn A Gian, xã Mạc Coi. Do hệ thống này không phát huy tác dụng, mà mỗi ngày người dân tại đây phải 5 lần 7 lượt đi xin nước về dùng. Lúc không có nước, bên đây cũng không có khô răng hết, suối này không có thôi, cũng nhìn không có, tắm không có rửa, không có nấu cơm, nấu canh, nấu nước, khô răng hết. Công trình nước sạch được đầu tư nhưng không phát huy hiệu quả, nên nhiều hộ dân tại thôn A Gian phải tự mua ống dẫn nước trên khe suối về sử dụng. Tuy nhiên, mỗi khi các khe suối khô cạn, tình trạng tranh giành nước giữa các hộ dân lại diễn ra. Mỗi một cái ống là có thể là từ 3-4 hộ, 3-4 hộ với nhau họ dùng. Là cuối cùng đến mùa khô hạn thì họ lại có thiếu nước. Dạ, cuối cùng đến đó là họ có thể tranh giành, người này thì có thể là đập trên ống của người kia. Tình trạng người dân tranh giành nguồn nước tự chảy cũng diễn ra tại nhiều xã trên địa bàn huyện Đông Giang. Bởi hầu hết các công trình được nhà nước đầu tư đều đã xuống cấp, không sử dụng được, buộc người dân phải dùng nước từ các khe suối. Tha bên này thì coi như bên kia là không có nước, bắt buộc bên này phải bịt lại, nó phải bịt, phải giữ lại, không cho nước tràn lan, nên bên kia mới có nước. Còn nếu mà thả như ri là bên kia là tới là lạ. Phải tranh cái nước, tranh dần, nó đang bên đi thả nước. Theo cơ quan chức năng, bên cạnh yếu tố thiên tai và thời gian, nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng loạt công trình cấp nước trên địa bàn hư hỏng hoặc hoạt động kém hiệu quả là do công tác quản lý chưa được các địa phương quan tâm. Là địa phương mà trực tiếp mà được nhận quản lý cái tài sản này, thì cái năng lực cán bộ là còn hạn chế. Thứ hai nữa là chưa có cán bộ chuyên trách. Và hàng năm thì cái đội ngũ mà quản lý vận hành các công trình nước sinh hoạt là chưa được qua đào tạo. Thì dẫn đến là cái việc là công tác tuyên truyền, rồi công tác hướng dẫn người dân sử dụng công trình nước để phát huy hiệu quả thì còn nhiều hạn chế bất cập. Tình trạng các công trình nước sạch đắp chiếu bỏ hoang trong khi người dân không có nước sinh hoạt tại Quảng Nam diễn ra khá phổ biến. Bài toán giải cơn khát nước sạch cho người dân vùng núi nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập, cần sớm giải quyết. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc của phương Tây rằng Moscow âm mưu tấn công mạng nhằm vào nhiều tổ chức quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định những cáo buộc này là vô giá trị, lố bịch và là một phần của chiến dịch thông tin giả hòng gây phương hại các lợi ích của Nga. Moscow nhấn mạnh đây là sản phẩm của ai đó giàu trí tưởng tượng. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra ngay sau khi nhiều nước phương Tây như Mỹ, Anh, Hà Lan và Canada đồng loạt đưa ra cáo buộc cho rằng Nga đứng đằng sau các cuộc tấn công mạng toàn cầu. Mới đây nhất, Mỹ còn buộc tội 7 đặc vụ của cơ quan tình báo quân đội Nga đánh cắp dữ liệu và âm mưu tấn công mạng nhằm vào cơ quan phòng chống doping thế giới, cũng như tổ chức cấm vũ khí hóa học và công ty năng lượng hạt nhân Mỹ Westinghouse. Trong khi đó, cả Anh và Hà Lan đều khẳng định có bằng chứng cho thấy Nga tiếp cận mạng lưới máy tính của tổ chức cấm vũ khí hóa học. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, lần đầu tiên trong vòng 25 năm qua, COES đã quyết định chấm dứt xuất khẩu dầu thô sang Mỹ. Theo Bloomberg, Mỹ đã ngừng mua dầu thô từ COES bắt đầu từ cuối tháng 9 vừa qua. Việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran và nguồn cung dầu đá phiến của Mỹ tăng mạnh đã vẽ lại các tuyến thương mại dầu khí của thế giới,
tạo cơ hội để Kuwait xuất khẩu dầu sang thị trường đầy tiềm năng châu Á. Hiện giá dầu của Kuwait xuất sang các nước châu Á có giá 80 đô la Mỹ một thùng và chiếm tới 80% lượng hàng xuất khẩu của quốc gia này. Một liên minh các tổ chức bảo vệ sức khỏe trẻ em và cộng đồng Mỹ đã hối thúc giới chức quản lý thương mại liên bang có các biện pháp chống lại việc mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook vi phạm luật riêng tư của trẻ em. Thông báo của Liên minh gồm 18 tổ chức do chiến dịch tuổi thơ không quảng cáo cho hay đã đệ đơn khiếu nại Facebook Messenger Kids, một ứng dụng dành cho trẻ em từ 5 đến 13 tuổi, đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ mà không có được sự đồng ý của phụ huynh. Facebook Messenger Kids là nền tảng xã hội lớn đầu tiên được thiết kế riêng cho trẻ em. Song thông báo cho hay hệ thống kiểm soát của phụ huynh không đáp ứng các quy định của luật bảo vệ quyền riêng tư cho trẻ em. Do đó, thông báo đã kêu gọi Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ tiến hành điều tra và có hành động cần thiết. Bên cạnh đó, Facebook cũng bị cáo buộc đã cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho các bên thứ ba với quy mô lớn và mục đích không rõ ràng, đồng thời bị yêu cầu xóa bỏ ứng dụng Messenger Kids. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, người dân sinh sống sản xuất cạnh bờ sông Đồng Nai vẫn luôn nơm nớp nỗi lo sạt lở đất do khai thác cát. Sau khi hai tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai thống nhất cho phép các doanh nghiệp trở lại khai thác cát trên sông Đồng Nai, về cơ bản các hoạt động khai thác cát được các đơn vị thực hiện theo quy định. Thế nhưng người dân sinh sống sản xuất cạnh bờ sông vẫn luôn nơm nớp nỗi lo sợ lở đất ngày càng gia tăng. Do vậy, quản lý hoạt động khai thác cát vùng giáp ranh sông Đồng Nai rất cần những giải pháp hiệu quả. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sau khi những con thuyền khai thác cát rút đi, sông Đồng Nai đoạn xã Đà Kho huyện Đà Tẻ trở lại bình yên. Tuy nhiên, hệ lụy khai thác cát để lại là rất lớn. Lòng sông bị rút ruột dẫn đến bờ sông khu vực này sạt lở nghiêm trọng. Khi mà mình lấy ở bên ngoài đúng, nhưng mà vì là cái dòng sông là nó sẽ gây ra một cái là bên lở bên bồi, nên là khi mà mình có tác động bên ngoài thì cái dòng sông nó tự nắn đổi dòng, nên là nó sẽ cái vực xoáy này thì nó sẽ dần dần là nó sẽ gây ra cái sạt lở. Trong cái thời gian lâu dài nó vẫn còn tiếp tục tự nhiên, nó vẫn không, mình không làm nữa, nhưng mà nó vẫn cứ sạt lở thôi. Gia đình ông Đoàn Văn Dũng ở thôn 5 xã Đà Kho canh tác hai sào dâu cách bờ sông Đồng Nai gần 40 mét. Khai thác cát khiến đất lở. Điều này làm gia đình ông lo sợ. Một ngày gần đây, diện tích sản xuất của mình cũng bị cuốn xuống lòng sông. Dân nó cũng bức xúc, cũng phản ảnh nhiều đấy, nhưng mà doanh nghiệp người ta làm thì dân nó không làm gì được. Nếu mà không ngăn chặn thì sạt lở là điều tất nhiên, còn sâu nữa. Không chỉ địa bàn Đà Tẻ, người dân sống cạnh bờ sông Đồng Nai, vùng Cát Tiên cũng chung một nỗi lo đất lở từ khai thác cát. Làm thế này là không đúng thôi, cho người dân người ta không có hiểu biết chi cho nhiều. Nói là khơi thoát như thế này là mất đất của dân là không đúng. Trên sông Đồng Nai, huyện Cát Tiên và Đà Tẻ hiện nay có hơn 10 giấy phép khai thác cát. Sau khi cho phép khai thác trở lại, các doanh nghiệp cơ bản chấp hành theo quy định. Thế nhưng người dân vẫn luôn lo ngại về đất lở. Ngành chức năng và chính quyền địa phương cho biết, mặc dù đẩy mạnh công tác kiểm tra, thế nhưng vẫn còn nhiều khó khăn trong quản lý. Mặc dù đã được Ủy ban nhân dân huyện là chỉ đạo tăng cường cái công tác kiểm tra kiểm soát để xử lý quy định theo pháp luật, tuy nhiên cái tình hình quản lý mà về mặt nhà nước trên cái hoạt động khai thác cát sông Đồng Nai thì cũng có những cái phức tạp. Thứ nhất thì sông Đồng Nai thì nó được ba tỉnh cấp phép. Cái vấn đề mà khai thác thì cũng có một số cái tổ chức cá nhân cũng có cái lợi dụng, nhưng mà cái vấn đề mà kiểm tra kiểm soát thì cũng được tăng cường xử lý, cho nên từ chỗ đó thì cũng có phần hạn chế được cái tình hình vi phạm khai thác cát xảy ra. Không được phép chủ quan. Bởi vì hiện nay thì các cái vấn đề vi phạm trước đây thì nó cũng là hoạt động các cái doanh nghiệp, thì nhiều khi người ta cũng lợi dụng những cái lúc mà mình lơ là thì người ta sẽ có những cái vi phạm. Cho nên mình thường xuyên có cái chỉ đạo là tăng cường cái công tác kiểm tra. Được biết đến cuối năm nay sẽ thu hồi các giấy phép chấm dứt hoạt động khai thác vùng giáp ranh trên sông Đồng Nai, địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Điều này khiến người dân trong vùng yên tâm hơn. Tuy nhiên, cát là nguồn vật liệu quan trọng không thể thiếu trong ngành xây dựng, do đó không thể cấm hoàn toàn. Nhưng khai thác như thế nào, quản lý làm sao để đáp ứng hài hòa giữa nhu cầu và đảm bảo nguồn tài nguyên là vấn đề rất cần thiết hiện nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.